Khoai lang thần dược cho sức khỏe. Theo tiến sĩ bác sĩ Lê Thanh Hải, khoai lang giàu vitamin B6, giàu vitamin C và vitamin D, kali. Khoai lang giúp phòng ngừa đau tim, đột quỵ, ổn định đường huyết, chống lão hóa và tăng cường miễn dịch. Không chỉ là khoai lang có sẵn, dễ tìm kiếm, ít tốn kém và ngon, chúng còn có nhiều lợi ích khác cho sức khỏe của bạn. Dưới đây là 9 lợi ích sức khỏe của khoai lang. 1. Giàu vitamin B6. Vitamin B6 giúp giảm nồng độ hormone serotonin trong cơ thể chúng ta. Nồng độ cao của hormone serotonin có liên quan với các bệnh thoái hóa bao gồm cơn đau tim và đột quỵ. 2. Nguồn tốt của vitamin C. Trong khi hầu hết mọi người đều biết rằng vitamin C là rất quan trọng để giúp tránh khỏi cảm lạnh và virus cúm, ít người biết rằng vitamin C đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành xương và răng, tiêu hóa và sự hình thành tế bào máu. Nó giúp đẩy nhanh, làm lành vết thương, sản xuất collagen, giúp duy trì độ đàn hồi trẻ trung của da và là cần thiết để giúp chúng ta đối phó với stress. Nó thậm chí còn giúp bảo vệ cơ thể chống lại các độc tố có thể liên quan đến ung thư. 3. Là nguồn cung cấp vitamin D giúp xương chắc khỏe. Vitamin D rất cần thiết cho hệ thống miễn dịch và sức khỏe tổng thể. Vitamin D được hình thành trong cơ thể là kết quả của nhận đủ ánh sáng. Vitamin D đóng vai trò quan trọng trong năng lượng, tâm trạng và giúp xây dựng xương chắc khỏe, tim, dây thần kinh, da và răng. Và nó cũng hỗ trợ tuyến giáp. 4. Khoai lang chứa sắt và hỗ trợ một hệ thống miễn dịch khỏe mạnh. Sắt đóng vai trò quan trọng khác trong cơ thể của chúng ta, bao gồm cả sản xuất tế bào hồng cầu và bạch cầu, khả năng chống stress, hỗ trợ chức năng miễn dịch và tham gia quá trình chuyển hóa protein. 5. Khoai lang là một nguồn tốt của magie, giúp thư giãn và chống stress. Magie là cần thiết cho động mạch khỏe mạnh, máu, xương, tim, cơ bắp và chức năng thần kinh. Nhưng các chuyên gia ước tính rằng khoảng 80% dân số ở Bắc Mỹ có thể bị thiếu khoáng chất quan trọng này. 6. Là một nguồn kali. Kali là một trong những chất điện giải quan trọng giúp điều chỉnh nhịp tim và tín hiệu thần kinh. Giống như các chất điện giải khác, kali thực hiện nhiều chức năng cần thiết, bao gồm giảm co thắt cơ bắp, giảm sưng, bảo vệ và kiểm soát hoạt động của thận. 7. Khoai lang không gây đột biến lượng đường trong máu. Khoai lang là loại đường tự nhiên có vị ngọt, phóng thích đường từ từ vào máu, giúp đảm bảo một nguồn cân bằng và thường xuyên của năng lượng. 8. Khoai lang giúp tránh khỏi bệnh ung thư và bảo vệ chống lại những ảnh hưởng của lão hóa. Có nhiều chất carotenoid như beta carotene và carotenoid khác là tiền chất của vitamin A trong cơ thể của bạn. Carotenoid giúp tăng cường thị lực và tăng khả năng miễn dịch, là chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp ngăn ngừa ung thư và bảo vệ chống lại những ảnh hưởng của lão hóa. Nghiên cứu của Đại học Harvard của hơn 124.000 người cho thấy giảm 32% nguy cơ ung thư phổi ở những người tiêu thụ nhiều loại thức ăn giàu
carotenoid như một phần của chế độ ăn uống thường xuyên của họ. 9. Rất phong phú món ăn làm từ khoai lang. Hãy thử rang, xay nhuyễn, hấp hoặc nướng. Bạn có thể thêm vào các món súp và các món hầm hoặc nướng. Nướng chúng với hành tây và ớt đỏ cho bánh sandwich, xay nhuyễn chúng và thêm vào bánh. Cảm ơn bạn đã xem video của chúng tôi. Xin vui lòng bấm đăng ký kênh Sức Khỏe Và Đời Sống để theo dõi những video bổ ích tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.